Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần chính, phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điện để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng Hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam, chương trình do Phạm Bá Hân thực hiện. Vâng. Thưa anh, có cái như cái vốn liếng khác ở trong cái phần này thì ông còn nói đến cái hai cái phương pháp, một là độc tài đảng trị, hai là thăng bằng động tiến. Thì độc tài đảng trị thì mình cũng dễ hiểu rồi, nhưng mà cái thăng bằng động tiến thì ở đây ông nói đến cái thăng bằng động tiến đó là khi mà trong một xã hội giữa lãnh đạo và người bị lãnh người để quần chúng đó, yeah, thì luôn luôn nó nảy sinh những vấn đề, rất là nhiều vấn đề. Thì khi mà nó nảy sinh ra một vấn đề, từ vấn đề xã hội đến vấn đề kinh tế, đến vấn đề ruộng đất, vấn đề văn hóa, vấn đề nghề nghiệp, vấn đề những cái vấn đề đó, thì nó có cái kích thích, có các cái nó tạo ra chính cái vấn đề đó, nó lại trở thành cái ích lợi. Do đó cái đó là cái gọi là động tiến, mà nó vẫn động nhưng mà nó vẫn tiến. Cái khái niệm là nó khác đi. Ở trong cộng sản ấy, thì nó nói rằng là biện chứng pháp. Biện chứng tức là biện chứng, thì khi mà một cái thể chế đang được xây dựng thì tất nhiên về xã hội nó phải thay đổi, phải không anh? Thế là anh làm thủ tướng thì anh phải đưa ra chính sách này, chính sách khác, thì đảng này phải chống chọi với đảng kia, đảng này đưa ra sáng kiến thì đảng kia phải chống lại. Và tất cả những cái cọ sát đó, nhưng mà cái cọ sát đó muốn gọi là động tiến thì nó phải xây dựng, nó không có phá hoại. Vì vậy mà cái thể chế độc tài đó là nó không làm ra những cái đó, là dứt điểm thôi, không nghe tôi là tôi giết. Đấy. Còn trong khi mà hai bên, ba bên, bốn bên nó cùng cọ sát thì cái nào dở người ta bỏ. Và nó cứ vậy, cái bỏ lại bước thêm bước nữa, đụng nhau nữa, lại bước thêm bước nữa, đụng nhau nữa, lại bước thêm bước nữa, và nó cứ đưa xã hội tiến lên. Đấy, đó là cái khái niệm mà trong đó đưa ra. Như vậy nó cũng dễ hiểu cho tình trạng ở Mỹ, phải không anh? Những cái cọ sát nó nhiều khi nảy lửa đó. Nhưng mà nó không sao, phải không anh? Dạ không sao, không sao. Đó là thì về anh thấy những cái nước Âu Châu thấy biểu tình nhỉ? Rồi bầu lại chính phủ, rồi thì mất chức ông này, rồi đảng này đảng kia cả chục đảng. Nhưng mà tại sao nó vẫn tiến? Tại sao dân nó vẫn giàu? Tại sao người dân nó vẫn thoải mái? Trong khi mấy cái anh động tài thì khốn nạn tối ngày là cứ dậm chân tại chỗ. Thì đó ràng đó là cái những cái mà cái khái niệm mà trong này ông Dũng đề cập tới, thưa anh. Thưa anh, bây giờ chúng ta đi sang phần thứ tư nhé. Dạ vâng anh. Rất là những cái lập trường hay những biện pháp thích hợp. Vừa xong anh cũng có qua trên rồi. Thì bây giờ không, cái này rồi, xong rồi anh. Được bao lâu rồi anh? Bây giờ đến cái này anh. Hồi nãy trong cái lập trường thích hợp á, thì anh cũng đã nói đến rồi, nhưng mà anh cũng đã nói đến cái cần thiết nhất bây giờ là cần Tây phương hóa và vẫn giữ cái bản sắc của dân tộc. Thì nhưng mà trong này á, ông Lưu Đình nói là phải cái Tây phương hóa cấp độ cao cơ mới tiến được, chứ không phải Tây phương hóa chỉ có học cái kỹ thuật của nó rồi về làm y chang như vậy. Đúng, hồi nãy đó thì mình nói Tây phương hóa tức là rốt ráo. Và đã rốt ráo đó thì phải đến nơi đến chốn. Bởi vì như hồi nãy tôi có nói đó, cái quan niệm về động tiến thì kỹ thuật nó cũng vậy. Kỹ thuật nó cũng vậy. Người ta chế ra được cái điện thoại cách đây 100 năm, bây giờ nó không còn cái điện thoại đó nữa. Nếu mà anh cứ ôm cái điện thoại đó thì bây giờ làm sao mà anh có điện thoại di động? Anh làm sao anh có điện thoại không dây? Làm sao có được? Thành ra nó vẫn phải tiến. Vì vậy mà cái khái niệm về phát triển về kỹ thuật là một cái tiến trình không ngừng theo cái khả năng của con người. Và nó không bị chặn lại
bởi bất cứ những cái trở lực nào. Nếu có những cái trở lực đó, người ta phải tìm để gỡ bỏ những cái trở ngực đó ngay. Vì vậy mà nước Mỹ người ta chuộng nhân tài và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền cho cái vấn đề nghiên cứu. Và vì vậy bây giờ ông Tổng thống Mỹ ông có lý do để ông ấy đòi các cái nước, đặc biệt là Trung Cộng ăn cắp những cái sáng kiến đó. Bởi chúng tôi bỏ ra hàng ngàn tỷ để mà chúng tôi phát triển những cái đó, bây giờ các anh không bỏ ra đồng nào, các anh xài cái đó thì cái đó không công bằng. Thì cái vấn đề mà nếu Việt Nam có thu nhận những cái kiến năng của nước ngoài đó, thì đó là những cái di sản của quốc tế. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải đóng góp. Yeah. Bởi như ở trên cái phần mà ông phân tích về Việt Nam là một nước nhỏ, một nước chậm tiến, một nước chịu ảnh hưởng của cái xã hội Đông Á. Do đó Việt Nam không có cái đóng góp gì vào cái văn minh, không có sáng tạo gì thế giới. Rõ ràng là không có, thì xin cho mình không có cái đóng góp gì mà nổi năng của Việt Nam trong cái nền văn minh thế giới. Thì đó là những cái khuyết điểm, những cái yếu của mình. Và vì vậy nếu trong cái vấn đề mà Tây phương hóa đó, thì người ta tiến, mình cũng phải tiến, và mình cũng phải đóng góp những cái đó. Và muốn đóng góp cái đó thì những người lãnh đạo phải nhìn ra vấn đề và phải mở ra những cái cơ hội cho những nhân tài để đóng góp. Thì trong khi thí dụ như cái chế độ cộng sản độc tài đó, thì họ đâu có muốn người nào giỏi đâu anh. Họ phải là nắm đầu, và tất cả những cái gì là do Bộ Chính trị và cái người chính trị viên quyết định. Anh là bác sĩ hay là anh là một cái người sáng chế, anh sáng chế ra cái gì mà nó thấy cái này có đúng cái đường lối của Đảng không đã, mới cho sáng chế thì ai còn muốn làm nữa. Chính vì vậy mà nó không đi xa được là vậy. Như vậy cái cấp cao theo hiểu như vậy là thu thập được cái kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ mình làm về cái xe hơi, bắt trước cho học được làm cái xe hơi. Nhưng mà bây giờ cấp cao, tức là bây giờ mình phải sáng tạo ra một cái kiểu xe khác, một cái kiểu khác. Chẳng hạn như bây giờ họ chạy xăng, bây giờ mình có thể nghĩ làm sao mà chạy bằng cái thứ nhiên liệu khác chẳng hạn, nó không ô nhiễm chẳng hạn. Vâng, nói anh nói tới chuyện này thì tôi cũng không cần giải thích thêm. Người ta đã làm xe hơi hơn 100 năm. Và người ta đã đi từ xe hơi chạy xăng, chạy dầu diesel qua tới xe hơi chạy điện, chạy pin. Bây giờ Việt Nam đang đầu tư vào xe hơi hãng VinFast à anh? Hãng gì đấy? Tôi hỏi người kỹ thuật, người ta đi bao nhiêu dặm rồi, bây giờ mình lẹt bẹt đi sản xuất xe hơi để làm gì? Làm sao kiếm ra tiền đây? Anh cạnh tranh với ai bây giờ? Đấy. Thì đó là những cái vấn đề mà nếu đi vào thực tế với những cái đề nghị này thì tôi thấy là rõ ràng là họ chả học được cái bài học gì cả. Thì chẳng hạn như bây giờ nói tới vấn đề mà phát triển kỹ thuật đó, thì trước đây người ta nói tới G2, G3, G4, bây giờ tới cái G5, tức là thế hệ thứ 5 trong cái vấn đề viễn thông. Thì đó là những cái phát triển rồi, nay mai người ta sẽ đi tới những các cái, thí dụ như người ta dự kiến là khoảng độ 20 năm nữa thì người ta đã bắt đầu có thể sống ngoài không gian. Hay là những cái tiềm năng là bây giờ con người trên mặt đất không còn đủ đất hay là không còn canh tác, thì người ta sẽ phải tính tới chuyện sống dưới lòng biển hay là sống trên mặt nước. Tất cả những cái đó là những cái sáng kiến mà rất nhiều nhà khoa học bây giờ họ đã phải nghĩ tới. Đó. Thì đó là những cái vấn đề mà nó luôn luôn đi như vậy. Do đó không có dừng lại một chỗ nào được, không có dừng lại. Mà nếu Việt Nam dừng lại đó thì không thể nào tiến bộ được. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Thành Trang kính mời quý vị đón xem phần 10 và 11 của cuộc phỏng vấn kỹ sư Đỗ Như Điền vào Chủ nhật ngày 8 tháng 12 2019 và lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Thành Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Happy Thanksgiving từ thứ Năm 28 tháng 11 đến Chủ nhật 1 tháng 12. Teletron tưng bừng đại hạ giá. Máy massage bàn tay 58 đồng, máy massage vai cổ mang theo người rất tiện lợi chỉ 68 đồng. Ấm điện 10 đồng, máy massage chân chỉ 168 đồng. Nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật 88 đồng. Ghế massage Okuyama làm tại Nhật tốt nhất thế giới 159 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Hoặc cashback up to 1.000 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Lamborghini 117 đồng một tháng. Teletron đặc biệt giới thiệu sale return LED mask, mặt nạ cao cấp Made in Korea, ứng dụng kỹ thuật y khoa tối tân của NASA, giúp tái tạo tế bào da, xóa vết nhăn, căng da mặt rất an toàn, hiệu quả, thấy rõ sau 4 tuần lễ, giá 2.000, sale chỉ 1.598 đồng, trả góp không tiền lời. Nhiều bộ sofa da Nicoletti, Incanto, Van Anh mặt đá, cẩm thạch quý hiếm, 100% Made in Italy, bớt đến 40% off, trả góp 5 năm không tiền lời. Hoặc cashback up to 1.000 đồng. Ghế massage Osaki đời mới 2019, giá 7.000, sale 3.888 đồng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999, 703-237-8999. Kinh nghiệm, những kết quả của quý vị đã giúp đỡ rất là nhiều cho Vân, cũng như là đem cái giá trị bài thuốc nghệ thật là vô cùng quý giá trong những ngày hôm nay. Một thứ nghệ thôi, uống thuốc, uống mật nghệ, sau khi sổ độc là nó có thể là hồi phục sức khỏe trên rất là nhiều các cái chứng bệnh nan y khác nhau. Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn 703 754 7299.